xanh như khúc hát, ai đã hẹn câu thề. Xin chào mọi người. Mình bật cái nhạc nhá. Chào bạn Lê Hoàng Anh. Chào Ma Tuấn. Mình vừa mới khởi động được cái máy, chắc một lúc nữa mà thì mình sẽ có nhạc. Và trước đấy thì chắc là mình sẽ live stream dần dần đi ha. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Là cái mẫu về. Hôm nay thì mình quay tại quê.
Sáng ngày mai thì mình sẽ bay sớm vào trong Sài Gòn. Cái này gấp quá cho nên là cũng không 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 kịp thông báo sớm mọi người ạ. Video có bị mờ không mọi người? Bạn Ma Tuấn hỏi là anh đi trước Tết có kiếm được nhiều không? Cũng được em ạ, nói chung là về ăn Tết cũng được. Đủ ăn chơi Tết, nhưng mà nói chung là khi mà đặt chân đến Sài Gòn là coi như là lại trở về tay trắng rồi. Nhưng mà như thế là tốt rồi. Về nhà có vẻ đồ đạc nó hơi hơi hơi, hơi ít. Thất lạc nó bị nhiều. Buổi live stream hôm nay thì nó cũng ngẫu nhiên thôi. Khi mà máy tính của tôi nó bật xong thì chúng ta sẽ có nhạc nghe. Nay tôi live stream nhà các bạn thấy cái bàn nó khác không? Bàn là bàn tận dụng ở nhà. Các bạn ăn Tết có vui không? Ăn Tết vui chứ? Chuyển này sang bên này chút xíu. Ây dạ. Tính lên rồi, tôi bật cái nhạc rồi bắt đầu chúng ta làm luôn nhé. Cái tranh nó phải có nhạc, cái tiếng nhạc cho nó đưa chúng ta vào cảm xúc nó dễ hơn. Chào bạn Trọng Tín. Các bạn chia sẻ giùm mình vào trong các hội vẽ với lại về tường cho nhiều người xem chút xíu nhá. Và đầu năm chúng ta gặp mặt chém gió là chính thôi. Còn nhân tiện hôm nay tôi mới nhận được chiếc anh lúc chiều thì bây giờ tối rồi live stream luôn. Nhân cơ hội nói chuyện với mọi người. Ở đây có ai chưa xem video tôi live stream lần nào không? Có những khuôn mặt nó hơi lạ một chút xíu này. Ví dụ như bạn Trọng Tín này. Chào bạn Trọng Tín. Bạn đã xem video tôi livestream lần nào chưa? Chào bạn Phan Mạnh Hùng. Hình như bạn Phan Mạnh Hùng là học viên của tôi phải không? Chào Chức Ngọc. Chào anh Hoàng Tiệp. Rồi. Máy tôi khởi động lâu quá đi. Bạn Hoàng Tiệp xem lần đầu tiên phải không? Thế thì hôm nay xem tôi trình độ chém gió trực tiếp của tôi thế nào nhá. Có được không? Ở nhà tôi quay trực tiếp cho nên là nó hơi thiếu dụng cụ tí xíu.
Các bạn nếu mà có thấy cái gì nó chưa ổn thì có thể rồi đây là cái ảnh của chúng ta, ảnh mẫu của chúng ta. Không hiểu sao mạng nhà tôi rất là chậm nhé, vào mãi không được. À đây rồi. Ồ, video mà tôi trực tiếp livestream có vẻ đông hơn nhiều đúng không ạ? Mặc dù là tôi chưa có chia sẻ về tường nhưng mà khá là đông bạn đã xem rồi.
Ai có thể giúp tôi chia sẻ cái live stream này vào trong cái hội ART diễn họa thủ công được mà. Máy tôi hôm nay không biết bị làm sao mà tôi không copy được cái link này. Tôi không có đăng được bài viết. Được rồi, tôi sẽ đăng cái video này lên tường của tôi và tôi vẽ luôn cho mọi người đây. Xin lỗi mọi người vì hôm nay nó hơi trục trặc xíu. Cho nên là cái buổi livestream của chúng ta bắt đầu nó hơi chậm xíu. Cho tôi 2 phút nữa nhé. Tôi đăng lên tường đấy. À, bạn Trần Viên My, bạn hỏi đi bạn. Nãy giờ hơi trục trặc xíu, cho nên là tôi bắt đầu nó hơi chậm. Bạn Tiêu Hoài Nguyệt, bạn hỏi là anh dùng bút chì gì thế? À, thông thường anh chỉ dùng vài loại thôi anh em nhé. Cái anh đang dùng là cây 6B chì Đức. Nhà cái gì nó cũng thiếu thốn thế này. Trần Viên My, bạn hỏi là bạn anh dùng phần mềm gì để thể hiện rõ được mảng của tranh. Thì bạn chờ một chút xíu nhé. Chút xíu tôi sẽ chỉ cho bạn luôn. Cái giai đoạn đấy nó chưa tới. Trong buổi này tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Thì trước hết chúng ta đánh giá mẫu này. Cái mẫu này nhìn chung là bình thường. Nhìn chung là bình thường. Đặc điểm nổi trội nhất là cái mũi cao và độ duyên của cái miệng. Trong cái tranh này đặc điểm mạnh nhất đó là cái miệng. Miệng rất là cười, rất là duyên. Đấy. Thì chúng ta phải cố gắng chúng ta thể hiện được rõ cái yếu tố đấy lên. Rõ cái yếu tố là cái mũi nó cao và cái miệng nó duyên. Còn cái mắt thì chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta có thể tả giống mẫu. Đồng thời là có thể tả cho nó long lanh lên chút xíu. Nhưng mà tôi nghĩ là
với cái tranh này thì có lẽ là có tả lên long lanh thì nó cũng được ít thôi, chứ nó không lột xác được hoàn toàn. Và chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta đặc tả cái miệng và cái mũi, đó là hai cái phần mà đẹp nhất của mẫu. Tôi tiếp tục đi vào cái phần tôi lấy lại những cái mảng chính để gọi là đánh dấu cho nó, để chút xíu là chúng ta làm ra nó bị mờ nhạt đi nhiều. Về nhà tôi nói thật với các bạn là thiếu thốn cùng cực về đồ vẽ, bởi vì vừa rồi tôi cùng sử dụng cái đồ này để tôi vẽ ở trong Sài Gòn cái đợt Tết vừa rồi ấy. Tôi đi ký họa thì đồ nó thất lạc hết rồi, về nhà chỉ còn 8B, chỉ còn đúng một này, cây ngon nó ngắn ngủn này, cộng thêm với là bút than thì cũng có, nhưng mà chắc là chút xíu tôi phải gọt lại đấy. Bút than nó bị ấy hết rồi, nó bị cùn hết rồi, ở nhà cũng không có dao các bạn, tí tôi phải dùng lưỡi lam tôi gọt. Môi với nhân trung hả Minh Thức Nguyễn, ok, chút xíu nữa đến cái phần đấy thì tôi chuẩn bị làm anh miệng, thì nếu mà tôi nhớ thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, còn nếu mà tôi không nhớ thì bạn nhớ nhắc tôi nhé. Tại vì cũng nhiều cái yếu tố nó gây sao lãng quá, tôi sợ tôi không nhớ được, nhưng mà tí nữa tôi làm đến miệng thì bạn nhớ nhắc tôi nhé. Cũng không có cây gọt bút luôn. Đúng rồi, về thiếu thốn đủ bề. Chẳng có đồ gì vẻ cả các bạn ạ. Không có đồ quen tay. Còn quên nữa, không có giấy vệ sinh nữa chứ. Để tí rồi ra tôi kiếm ít. Giữ như vậy, còn nếu mà có gì thì các bạn có thể comment nhé. Mạng nhà tôi nó hơi chậm cho nên là có thể là cái video nó sẽ hiển thị chậm hơn thực tế một chút xíu. Rồi bây giờ tôi sẽ hỗ trợ cái bạn nào khi nãy vừa hỏi phần miệng, bạn bạn gì đấy nhỉ, bạn gì hỏi tôi về phần miệng đấy. Thì bạn hỏi làm sao để vẽ được cái nhân trung phải không? Bạn nên nhớ rằng á, cái phần môi là bạn cố gắng bạn làm, bạn xác định khi mà bạn dựng á, bạn dựng là bạn phải đi nét rất là nhạt thôi. Đây bạn thấy không, tôi đi nét nhạt lắm. Gọi là nét chỉ để định hướng thôi. Còn bởi vì cái phần môi này tùy vào ánh sáng. Nhưng cái phần ánh sáng này là cái phần, cái mẫu của chúng ta này. Các bạn nhìn kỹ là cái phần môi này. Phần môi trên và cái phần này nó lại thuộc là phần tối. Phần dưới mũi ngay chỗ phần nhân trung là nó thuộc phần tối. Cho nên là cái phần này nó không rõ ràng. Nhưng mà bao giờ khi mà dựng môi, các bạn chú ý cho tôi là dựng rất nhẹ tay. Dựng nhẹ tay gọi là để định hình thôi. Chứ các bạn hoàn toàn các bạn không nên là cứ vẽ cho đậm, cho nó rõ nét, thiệt là rõ nét đi. Thì khi các bạn lên đủ sắc độ cho nó rồi á, thì tranh của các bạn bị hỏng, bị hỏng về sắc độ và nó bị cháy rồi đấy. Các bạn không thể nào các bạn xử lý được. Nhất là những cái người mà có thói quen là dùng chì đậm như tôi. Tôi chuyên dùng chì đậm. Còn các bạn dùng chì nhạt thì cái khả năng mà các bạn hư bài nó cũng giảm đi ít nhiều, nhưng mà không phải là không có. Do các bạn sử dụng lực nó như thế nào thôi. Bây giờ tôi đang ấy lại. Thứ nhất là các bạn bạn Minh Thức Nguyễn khi mà đi môi thì yêu cầu là phải
nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đấy. Còn về cái phần nhân trung á, thì bao giờ từ cái khoảng cách từ mép trên của miệng này đến cái phần nhân trung có một khoảng cách, có một khoảng cách nó rất là nhỏ. Theo như kích thước A3 tôi vẽ tranh mà cái khuôn mặt, cái diện tích này thì nó tầm khoảng 1mm này. Thì bạn cứ chừa ra, bạn vạch một cái đường nhẹ nhẹ ở đây. Đấy, bạn có thấy cái đường tôi vạch không ạ? Ở đường này tôi vạch một cái đường nhẹ. Sau đó là bắt đầu tôi lên khối một cách dần dần. Những cái phần này là mình làm không nên rõ ràng ra, mà phải làm sao để cho cái người họ xem, họ tưởng tượng về cái tranh của chúng ta, tưởng tượng về cái mảng khối của chúng ta. Và trước tiên là chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề là về thứ nhất là khối mảng, thứ hai là màu sắc của da. Màu sắc của da thì nó là ảnh hưởng bởi ánh sáng. Ánh sáng là sáng hay là tối, hay là nó như thế nào. Nhưng mà các bạn phải giải quyết được hai cái phần đấy trước, đó là mảng khối và phần màu sắc của vật, của ấy, trước khi mà các bạn làm những cái việc tiếp theo như là làm mịn rồi làm linh tinh cái gì đấy thì các bạn phải xử lý sau. Nếu mà muốn cái tranh của các bạn cho nó đẹp, cho nó hoàn hảo thì các bạn phải bắt buộc phải làm như thế. Thế về cái phần miệng và nhân trung tôi chỉ có thể nhắc nhở như vậy thôi. Còn có những cái trường hợp khác nhau chúng ta cần phải xử lý khác nhau, nhưng mà ở trong bài này á thì nó có một vài lưu ý, nếu mà chút tôi nhớ thì tôi sẽ nói luôn. Còn về cái chung thì chỉ có hai cái đấy thôi. Thứ nhất là làm nhẹ tay khi dựng, khi lên cũng nhẹ tay chứ không phải rón rén nhá. Các bạn sử dụng lực với mức độ nó vừa phải thôi. Các bạn chia sẻ giùm mình về tôi. Bạn Trần Ngọc Nghĩa hỏi là cần bao nhiêu loại bút trong một bức tranh chân dung. Cái này tùy vào phong cách của bạn nha bạn Nghĩa. Ví dụ như là mới học thì tôi đề xuất bạn là có một bộ bút chì từ 2B đến 8B. Vừa dựng hình vừa vẽ. Vừa dựng hình vừa đánh bóng luôn ấy. Cộng thêm với than tẩy các kiểu. Thì cơ bản thì chỉ có vài loại thôi. Xong rồi có thêm phân tiền thì tốt, hoặc là thần liễu. Thì đối với tùy từng trường hợp chúng ta sẽ sử dụng các loại bút khác nhau, tùy theo cái sắc độ đậm hay là nhạt. Chứ không phải là cái tranh nào chúng ta cũng dùng y một loại vật liệu bạn nhé. Ví dụ như dùng một loại vật liệu khi mà trình độ bạn tốt thì bạn có thể xử lý được gần như tất cả các trường hợp. Nhưng mà với một số trường hợp thì nếu mà bạn biết tận dụng thế mạnh của vật liệu, bạn biết là ví dụ như cái tranh này là nó đậm chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng những vật liệu như là than hoặc là chỉ đúc 8B. Còn ví dụ nếu nó nhạt hơn thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải kết hợp thêm cả than củi, hoặc là các cái loại bút mà nó có cái độ cái sắc độ nó nhạt.
Nếu mà các bạn đi theo kiểu dạng khối và mảng, như các bạn học viên của tôi thì cũng đã biết rồi, là tôi giới thiệu về vật liệu các bạn sử dụng á, là các vật liệu tôi giới thiệu làm sao để cho các bạn ở trong bất kỳ cái trường hợp nào. Ví dụ như trong trường hợp là tôi đang về nhà đấy chẳng hạn, đồ đạc rất là thiếu, nó không có bao nhiêu cái bút cả, và không đủ vật liệu như bình thường tôi hay vẽ. Nhưng mà tôi đảm bảo là cái tranh này nó chất lượng nó vẫn không sa sút. Bởi vì là trong cái khoa học đấy thì chúng ta biết cách tận dụng tất cả các thế mạnh vật liệu, sử dụng các vật liệu trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì bất cứ nơi đâu thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo được cái chất lượng tranh, mặc dù là đồ đạc nó thiếu thốn. Tất nhiên là không phải cái kiểu là không có đồ gì vẫn vẽ được, là không phải rồi. À, Lê Tú Tài ơi, mình không có dạy học sinh thi kiến trúc bạn nhé. Mình đang có một khóa chỉ dạy về vẽ chân dung thôi. Với lại cái cách mà bạn học thi kiến trúc ấy, nó hoàn toàn nó khác với việc là cách bạn học thi chân dung. Bởi vì cách học thi bạn thi kiến trúc ấy, là cách bạn học kiến thức cơ sở. Còn cái này là mình đã đệm thêm một số kiến thức bên ngoài rồi. Và lúc bạn thi kiến trúc thì họ yêu cầu rất là kỹ về cái việc bạn đánh nét nó như thế nào, bạn đan nét nó làm sao. Chứ còn trong một số khóa học vì yêu thích hoặc là vẽ để có thể để sau này các bạn có thể nhờ cái công cụ đấy bạn các bạn có thể kiếm được tiền thì nó hoàn toàn nó khác, nó có thể tận dụng thêm một số cái thủ thuật khác để nó giảm thiểu cái quá trình các bạn làm việc đi. Còn các bạn học thi kiến trúc thì họ yêu cầu kỹ về cái style của các bạn. Cho nên là khóa đấy mình chưa có dạy bạn nhé. Bạn Mạnh Đức à? Bạn Mạnh Đức nếu mà muốn xem lại những video mà mình livestream trước đó thì bạn có thể lên cái kênh YouTube ạ. Các bạn nào chú ý nhá, những bạn nào ở đây chưa xem những video trước của mình thì có thể tìm xem lại, bổ sung kiến thức bằng cách là các bạn vào YouTube ha. Các bạn gõ này, gõ Vê Huy cách ra KTS đúng không ạ? Gõ cái từ khóa này nó sẽ ra cái kênh của mình, và trong kênh của mình thì có tổng hợp gần như là tất cả các cái video mình livestream, mình hỗ trợ trả lời kỹ thuật cũng như cái buổi hôm nay chẳng hạn. Cũng như là có một số vài cái chủ đề mình có thảo luận ở trong đấy. Ví dụ như làm sao vẽ mẫu để trở nên nam tính hơn, làm sao để vẽ mẫu ngược sáng, rồi làm đủ các trò. Chào Văn Ngọc Cao. Văn Ngọc Cao bữa lên chơi được bữa sau rồi mất tích luôn, ngày mai anh đi mất rồi. Khi nãy bạn nào có hỏi về cái việc làm sao để có thể vẽ phân tách mảng để nhìn rõ hơn phải không nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn đó có ở đây không? Mình chuẩn bị mình hướng dẫn cái phần đấy này. Hà Hiểu Nghĩa ơi, kênh bạn lên YouTube bạn gõ Vê Huy cách KTS nhá. Vê Huy viết tắt của Văn Huy á, KTS viết tắt của kiến trúc sư. Trần Viên My bạn hỏi về cái việc làm như thế nào để nhìn phân tách rõ mảng phải không? Bây giờ bạn vào một cái điện thoại bất kỳ, dù iPhone hay là dù Android cũng thế. Thì bao giờ cái phần xem ảnh của các bạn cũng có cái phần chỉnh sửa ảnh. Các bạn phần vào phần chỉnh sửa ảnh ha. Trước tiên là để nếu mà tranh đen trắng thì tốt nhất là các bạn chuyển về đen trắng giùm mình nhá. Chuyển về chế độ đen trắng. Thì mỗi máy nó có thể nó khác nhau một tí, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn cũng giống nhau ha. Đấy, trước hết là các bạn chuyển về đen trắng, sau đó là các bạn vào cái phần phân tách mảng. À quên, phần chỉnh độ sáng, độ tương phản á. Để mình vào mình xem thử xem nào. Đây để mình hướng dẫn. Đây chỗ phần màu chẳng hạn. Ví dụ như trong máy của mình màu này, ở trong này có phần chỉnh độ tương phản này, các bạn kéo đi này, kéo lại cái phần này này. Thì các bạn thấy là khi mà ánh sáng, khi mà mình kéo nó sáng lên, thì cái phần khuôn mặt này, bạn có thấy rõ không ạ? Đấy, ở trong cái phần khuôn mặt này này,
Khi mà bạn kéo rõ sáng nhất chẳng hạn thì nó sẽ để lại những cái phần nó tối hơn. Nó sẽ để lại những cái phần nó tối hơn và những cái phần này là phần tối nhất. Thì các bạn tách rõ cái phần mảng này ra này. Các bạn tách những cái gì còn sót lại, còn sót lại ở trên cái ảnh sau khi mà các bạn chỉnh sáng nhất này. Ví dụ như ở đây tôi thấy này là nó tách đến phần này này. Tôi vẽ sơ nó này ra xong rồi tôi đệm lên một cái từ từ. Rồi sau đó tôi sẽ kéo lùi cái này lại. Kéo lùi cái này lại để nó giảm cái độ sáng đi. Giảm cái độ tương phản đi. Thì dần dần những cái sắc độ ở trên cái khuôn mặt này, thay vì cái màu trắng khi nãy, bắt đầu nó hiện rõ lại này. Đấy, hiện rõ lại. Thì căn cứ vào cái này để tôi thấy rõ những cái mảng và tôi dựa vào đấy để tôi dựng những cái mảng của tôi. Có thể là máy của bạn còn có một số cái khác nữa. Ví dụ như cái phần độ sáng này chẳng hạn. Hoặc là độ bão hòa này chẳng hạn. Các bạn có thể kéo đi kéo lại để các bạn nhìn cho nó rõ ràng hơn một chút xíu về cái mảng. Đấy là cái cách. Đấy là một cái cách mà các bạn có thể ứng dụng ngay. Còn ví dụ như trong máy của tôi có một cái này chẳng hạn. Hiệu ứng hoạt hình này là. Thì nó giúp tôi có thể nhìn rõ mảng hơn. Nhìn rõ mảng sáng tối hơn thì tôi có thể dùng cái máy của tôi để tôi sử dụng cái này. Ví dụ như ở trong Windows của chúng ta nó cũng có một cái trình chỉnh sửa ảnh. Trình chỉnh sửa ảnh ảnh của Microsoft á. Cái của Microsoft á. Nó cài với bộ Office á. Cái trình xem ảnh của nó cũng có cái độ, cũng có cái phần chỉnh sửa ảnh á. Thì các bạn có thể vào đấy các bạn mò. Thì cứ miễn là các bạn có thể kéo đi kéo lại những cái phần ánh sáng trên khuôn mặt thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể xác định được cái phần khối mảng ở trên đấy. Các bạn hiểu không? Đây này, tôi đang sử dụng theo cái hiệu ứng máy ảnh của tôi này. Hiệu ứng xem ảnh của tôi để tôi tách mảng ra cho dễ dàng này. Các bạn thấy không? Nó tách mảng cho tôi rất dễ luôn. Tôi chỉ cần nhìn theo đấy tôi làm theo thôi. Tôi tách mảng sơ bộ ra bắt đầu là tôi lên thôi. Bây giờ công nghệ nó hỗ trợ các bạn rất nhiều. Với những bạn chưa quen thì có thể sử dụng cách đấy. Đấy, đây này, tôi phân sơ rồi tôi bắt đầu tôi lên mảng. Mà khi mà tôi đã lên mảng mà đã chuẩn rồi thì những phần còn lại là chắc chắn là tôi làm nó chuẩn. À, bạn Bon Ngọc Cao vừa nhắn tin cho tôi là khi nào anh livestream xong anh có đi được không? Mai mấy giờ anh đi vậy? À em ơi, mai anh đi sớm lắm. Mai anh đi vào lúc đâu 6 giờ sáng là xe nó đến lai anh đi rồi. 9 giờ anh bay. Cho nên là sợ thì không kịp em ạ. Có gì anh em về bữa sau gặp, lo lắng gì đâu mà. Với lại anh em thì vẫn có thể tương tác ở trong group mà. Ai anh cũng hỗ trợ nhiệt tình cả đảo lộc viên thì ai cũng như ai nhá em nhá. Em không phải lo lắng gì đâu. Cứ có khó khăn thì làm đi. Xong rồi lên trên đấy hỏi. Thì nếu hỗ trợ được cái gì thì anh sẽ cố gắng anh hỗ trợ hết mình. Lâu nay anh vẫn hỗ trợ bình thường mà. Nhưng mà có cái em phải làm bài tập đi. Cái người giáo viên chỉ có thể hỗ trợ em ở cái phần kiến thức thôi. Còn cái phần trải nghiệm kiến thức thì em phải tự trải nghiệm chứ, đúng không? Nếu không thì cái kiến thức đấy làm sao nó trở thành của em được. Nó chỉ là kiến thức suông thôi. Nếu mà kiến thức không thực hành chỉ là kiến thức suông thôi nhá. Nghe không Bon Ngọc Cao? Chào Nông Lâm. Nhớ cái gì? Đây, anh livestream rồi đây. Bạn Mai Vin thấy không ạ? Tôi tách mảng này. Mảng này tôi dùng máy điện thoại tôi tách ra này. Tôi tách những cái mảng này ra. Ở đây thì cái hiệu ứng này thì nhìn rõ ràng. Nhưng mà cái hiệu ứng mà chỉnh độ sáng, độ tương phản thì nó không được rõ ràng như thế này. Nhưng mà nó vẫn có thể tách cho các bạn nhìn rõ được. Có điều là nó không thể hiện đồng bộ như thế này mà nó thể hiện bằng cái việc chúng ta kéo đi kéo lại. Nhưng mà với như vậy là tôi nghĩ cũng đã đủ để các bạn làm được rồi. Các bạn hiểu không? Còn rất là nhiều phần mềm khác tôi không biết. Nhưng mà tôi quen sử dụng cái này. Nhưng mà các bạn hiểu được cái nguyên lý là các bạn ánh sáng thì nó sẽ tách cho các bạn là cái phần nào là sáng nhất, phần nào là tối nhất, sau đó phần nào là phần sắc độ trung. Thì các bạn dần dần các bạn tách ra thì nó sẽ ra thôi nhá. À, chào bạn Nguyễn Quang Trung.
Những ai chưa chia sẻ cái livestream này của tôi thì các bạn chia sẻ về trong tường nhá, để các bạn lưu giữ kiến thức để sau này có thể nếu mà cần thiết thì các bạn xem cho nó dễ dàng hơn. Đồng thời là cũng cho nhiều bạn xem cái video này để chúng ta đàm luận cho nó vui hơn, cho các buổi chúng ta nó sôi nổi hơn, hoặc là các bạn những người khác có thể hỏi những câu hỏi mà các bạn không biết thì cũng có thể là bổ sung kiến thức thêm cho các bạn. Nhiều bạn là không biết là mình không tốt chỗ nào đâu. Mình không tốt tức là mình cần thiết lắm đâu. Cái này là sử dụng cho những cái người mà các bạn chưa quen thuộc cái việc các bạn phân tách mảng, nó khó khăn nhờ cái việc các bạn phân tách mảng thì các bạn có thể dùng nó như một công cụ hỗ trợ chứ không phải là chúng ta phụ thuộc nhé. Nếu chúng ta phụ thuộc vào nó thì không có nó chúng ta không làm được. Đấy, phải nên nhớ cái việc là nó chỉ hỗ trợ chúng ta chứ chúng ta không nên phụ thuộc hoàn toàn quá nhiều vào nó. Khi mà các bạn xử lý xong cái phần này rồi thì các bạn đã làm xong được cái phần gọi là khối mảng, bắt đầu có thể và các bạn có thể nghĩ đến cái việc là phân tách sắc độ ra rồi các kiểu để cho cái tranh của chúng ta nó có thể nó sâu hơn và giải quyết được luôn cái màu da cho tranh. Tôi nói một cái trường hợp nó rất là tiêu biểu đấy chẳng hạn. Ví dụ như là nhiều trường hợp tôi vẽ cho một số cái đứa bé tôi ký các bạn chẳng hạn. Mà tôi không có kiến thức về ánh sáng. Tôi không có kiến thức về những cái phần này. Mắt mũi miệng môi gì đấy. Thì khi mà giả sử những cái đứa bé nó chẳng may nó bị ngã, nó bị bầm dập cái mắt hay là cái gì đấy nó bị sưng lên cục. Chẳng lẽ các bạn đi vẽ các bạn lại cứ bê nguyên cái mắt nó sưng vù vậy. Đúng không? Không có được. Chào bạn Tatonum. Bắt buộc các bạn phải luyện tập thì sau này các bạn mới thấy được những ích lợi của nó. Còn đối riêng với việc chép tranh thì thực ra các bạn luyện nhiều nó cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn mà đặt mục tiêu của mình quá thấp nó như thế thì sợ rằng các bạn cũng sẽ không tiến được xa trên cái con đường các bạn vẽ vời đâu.
Còn ai nếu mà có cái câu hỏi gì thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể à hình như nó cũng không đỡ đi bao nhiêu ạ. Hình như nó không đỡ đi bao nhiêu. Tôi nói rồi, hôm nay tôi làm cái video này là thứ nhất là tôi đang ở nhà. Cho nên là hệ thống đèn chiếu lẫn như là những cái dụng cụ để vẽ là hoàn toàn nó rất là hạn chế. Cho nên là chủ yếu thì chúng ta lên đây nói chuyện thôi, còn có thể là cái vẽ thì tôi chỉ đáp ứng ở trong một cái giới hạn, chất lượng video tôi cũng chỉ có thể đáp ứng trong một cái giới hạn nhất định thôi, có gì thì các bạn thông cảm cho tôi nhé. Còn sắp tới thì ngày mai tôi bắt đầu tôi vào Sài Gòn rồi thì có thể là những cái video livestream sau đó thì chúng ta nó sẽ tốt hơn ít nhất là buổi hôm nay nha. Hôm nay gọt bút thì không có bút các cái loại bút khác thì nó cũng không đầy đủ, bút 8B nó ngắn ngủn được đấy, thì có gì chúng ta xem cũng ở mức vừa phải nha, thông cảm của nhà làm ra cho được con ấy thôi. Các bạn thấy sau khi tách mảng ra thì nhìn nó bắt đầu nó ra rồi phải không? Thực ra là các bạn có thể để tranh ở mức này, các bạn chỉ nhấn nhá thêm một chút xíu là nó đã ok rồi. Tôi chưa cần nói cái gì nó xa xôi cả. Các bạn chỉ cần phân tách mảng ra, sau các bạn để như thế này, các bạn nhấn nhá thêm một số chỗ là coi như là cái tranh các bạn có thể cầm đi giao được rồi. Tuy là nó không phải là ấy nhưng mà người ta cầm cái tranh người ta vẫn biết được là ok, người này là cái người tôi yêu cầu anh vẽ. Chẳng hạn thế, giống rồi, chẳng hạn, nhưng mà nó chưa được chi tiết lắm, chưa được chi tiết, chưa được tinh tế lắm thì nói chung là nó ở cái mức gọi là vừa phải, thấy không? Chính vì cái việc mà chúng ta phân tách mảng như này nó rất là tiện, tại vì hôm nọ có bạn hỏi tôi là cái khoa học, cái bạn nó hỏi tôi là có dạy vẽ ký họa không? Nhưng mà tôi thì tôi không có khoa học dạy vẽ ký họa, tôi chỉ dạy vẽ chân dung qua ảnh các kiểu thôi, để cho những cái bạn gọi là không không chuyên. Nên là tôi có nói với bạn là cái việc phân tách mảng nếu mà xử lý tốt thì có thể là chúng ta giảm thiểu cái tranh đi, giảm độ tinh tế của cái tranh đi thì chỉ lên khối mảng ở mức độ nhất định thì cái tranh nó đã đảm bảo được cái độ giống cho các bạn rồi. Thì cái việc lợi ích của việc vẽ khối mảng là chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào, bởi vì nó vẽ bao giờ nó cũng theo một cái quy trình nhất định thì nó vẫn phải đảm bảo được cái tính chất, thứ nhất là giống, thứ hai là nó đảm bảo được ổn về tương quan chung là ok rồi đấy. À còn có một cái ưu điểm của việc các bạn vẽ mảng nữa. Đó là với những người vẽ mảng nói chung là những cái người mà có thể vẽ được những cái ảnh chất lượng nó thấp. Các bạn hiểu không? Chứ những người mà các bạn
Lê Tú Tài à, cái phương pháp vẽ truyền thần nó là phương pháp tả giống hoàn toàn. Nó là, nói chung là cái ảnh có gì thì các bạn cố gắng tả vào y hệt như vậy, kể cả cái nốt ruồi, cả cái linh tinh. Nhưng mà cái mục tiêu của vẽ truyền thần là vẽ càng giống ở trong ảnh càng tốt. Nhưng mà cái mục tiêu của cái tranh, dạng tranh này á, nó là đẩy sâu, đẩy mạnh được cái nét đẹp của mẫu lên. Thì tôi nghĩ là hai cái việc vẽ tranh nó hoàn toàn khác nhau. Nó là tranh chân dung. Còn tranh truyền thần là do chúng ta có thói quen về cái việc cái thể loại tranh truyền thần ngày xưa của các cụ thôi, dùng để thờ á. Nhưng mà tranh này thì không phải, nó mang cái tính chất nghệ thuật hơn chút xíu, nó không phải là tranh truyền thần. Nhưng mà cách lên thì nó vẫn có thể lên truyền thần bằng cách này được bạn nhé. Rồi, hôm nay tôi cũng sa đà hơi nhiều vào tỉa tót rồi. Giờ tôi lên cái tóc cho cái tranh nó nổi bật lên. Các bạn sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta quá sa đà vào việc tỉa tót thì những cái công sức của chúng ta bỏ ra ban đầu nó hoàn toàn nó vô ích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta lên cái tóc này, màu nó đậm chút xíu, màu nó đậm lên thôi. Đáng ra là tranh này thì tôi vào trong kia tôi mới làm, nhưng mà thời gian nó hơi gấp quá. Họ cần hôm mùng 3, mà hôm nay là 28 rồi, tháng này có 28 ngày, tức là ngày mai là ngày mùng 1 các bạn ạ. Cho nên hôm nay tôi live stream luôn. Nếu không thì vào kia có thể là các bạn sẽ thấy được cái video này chất lượng nó tốt hơn chút xíu. Tô màu sắc cho chân dung thì nó lại thuộc thể loại tranh màu nha Nghĩa Trọng. Tranh màu thì nó có nhiều thể loại. Màu bạn lựa chọn là màu gì, màu phấn tiên hay màu nước hay là màu gì thì đấy, nó còn tùy thuộc vào ấy. Nhưng mà tranh màu thì vẫn phải vẫn đi theo mảng nhá, vẫn đi theo mảng, vẫn có thể đi theo mảng như là tranh chúng ta làm nãy giờ được. Nhưng mà cách lên nó khác, bởi vì cái tính chất màu nó khác cho nên cách lên nó cũng phải khác. Vẽ trì màu thì bạn vẫn có thể áp dụng cái phương pháp vẽ như là tôi hướng dẫn nãy giờ nhà bạn Nghĩa Trọng. Nhưng mà thêm vào đó là các bạn phải tính toán về cái độ phủ màu, độ lan màu của nhau nữa, tức là độ ảnh hưởng màu á. Những cái màu nó ảnh hưởng nhau.
Còn bạn Vân Nguyễn Kha, bạn khen tôi vẽ da với phối tốt. Thì tôi tập trung về hai cái đấy trước khi mà tôi tả sâu, cho nên là có thể là bạn đang trân trọng tôi ở cái điểm đấy. Nên các bạn để ý này, sau khi mà tôi lên tóc một cái là coi như là cái tranh này, cái phần mặt tôi đánh bóng là nãy giờ là coi như là gần như vứt. Bởi vì sắc độ nó chênh lệch quá nhiều, cái phần tóc này thì đậm, còn cái phần... Bạn Hồ Huynh hỏi là anh dùng giấy gì vậy? Anh dùng giấy Roki em nhá. Roki hai mặt trắng đều như nhau. Nó dày hơn giấy photo một tí nhưng mà nhìn thì nó giống hệt đấy. Để bạn quét nhé. Bạn nên, nếu mà bạn dùng bột than bắn sẵn á, thì bạn phải ấy trước nhá. Bạn phải bỏ vào cái gì đấy bạn nghiền ra trước, nếu không đến có hạt là lỡ mà đụng bút vào mà ấy cái là coi như là nó hư luôn cái tranh đấy bạn khả. Với lại bản chất của bột than là nó có dầu, cho nên là cái độ bám dính của nó khá là ấy các bạn, khá là nó bám, một khi mà các bạn trà vào trong giấy là nó bám luôn, cho nên việc các bạn sử dụng tẩy để lấy sáng trong cái việc mà các bạn sử dụng bột than là nó hơi khó đấy. Các bạn phải tính toán được, test thử và tính toán xem là
Sau khi mà đã đưa vẽ vào bột than thì khi xử lý tẩy nó sẽ ra được bao nhiêu, thì khi đấy chúng ta mới biết được là mới biết được cường độ chúng ta nhận. À đúng rồi, mình người miền Bắc đang ở miền Bắc đấy ạ. Mấy hôm về rồi lạnh quá mà hôm nay nó đỡ rồi, về đang phải mặc đồ của bố ấy. Về không có cái đồ nào mang về cả. Ở trong đấy thì toàn mặc quần lửng không à. Quần dài thì nói chung nó cũng ít bận. Khi nào có công có việc thì mình mới dùng đến quần dài thôi. Về nhà thì quần dài 100%. Đang lấy áo ấm của bố mặc, đang lấy áo len của bố mặc. Đấy các bạn thấy không? Khi mà mình bôi lên thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta sử dụng vật liệu là cái than này, sau khi mà chúng ta đã lên, sau khi chúng ta đã lên cái phần khuôn mặt rồi thì chúng ta thấy cái khuôn mặt nó hoàn toàn nó bị chìm so với là cái tóc, đúng không ạ? Thì nãy tôi cũng hơi sai lầm trong việc tôi tỉa tót hơi kỹ khuôn mặt. Cũng không có hư hại gì nhưng mà đại loại nó hơi tốn công. Các bạn thấy là nhiều khi chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta làm cái gì nó cũng 100% được, đúng không? Cái gì nó cũng có sai số. Tôi bắt đầu tôi bôi đen vào khuôn mặt. Và tôi nghĩ là giai đoạn này, cái giai đoạn mà tôi bôi đen vào khuôn mặt thì chắc là nhiều bạn khá là hoảng đấy. Sao ạ? Những cái bạn nào xem video livestream của tôi lần đầu tiên, hiện tại vẫn còn ngồi đây xem, có thể chào nhau một tiếng mà. Những bạn nào mà xem video của tôi livestream lần đầu tiên, từ nãy đến giờ vẫn đang còn ở đây thì chúng ta chào nhau một tiếng đúng không? À, Lê Tú Tài đúng không? Sao? Cha Luca nữa phải không? Các bạn xem video lần đầu tiên có thấy tôi chém gió kinh không ạ? Hả? Các bạn xem video lần đầu tiên thấy tôi chém gió kinh không? Cũng nhiều bạn phết nhỉ. Chào Phạm Đạt, chào Hòa Phúc, chào bạn Vũ Văn Diện. À, bạn nào xem video tôi live stream lần đầu tiên thấy tôi chém có kinh không? À, chào Hoa Hải,
Bạn Hoa Hải này mới mới đăng ký học viên của tôi hôm 30 rồi phải. À, hình như là hôm nay Tết rồi. Trong Tết rồi. Hay là 30 ta? Hình như trước Tết hai mấy. Chào Nghĩa Trọng. Các bạn nào thấy xem tôi lần đầu tiên tôi vẽ tranh chắc là bảo ông này chém kinh rồi. Ai biết là được bao nhiêu phần sự thật trong đấy, nhưng mà thấy chém cũng kinh phết đấy. Tôi đang làm lại cái phần khối mảng của khuôn mặt các bạn nhé. Thì nãy tôi cũng có nói sơ qua với mọi người là tôi thì tôi chú trọng cái phần khối mảng khuôn mặt và màu sắc của da. Tôi sẽ giải quyết những cái phần đấy trước khi mà tôi xử lý đến những cái phần tinh tế khác. Có thể đấy là cái phong cách vẽ của tôi thôi. Tôi cũng không cho đấy là cái việc mà các bạn bắt buộc phải theo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc đấy là cái việc khá là cần thiết với những người mà nắm chưa chắc. Với những người mà nắm chưa chắc thì các bạn nên suy nghĩ đến việc là vẽ khối mảng và màu sắc của da trước khi mà các bạn xử lý những cái phần nó chính. Thì nó giảm thiểu cho các bạn những lỗi sai và làm tăng khả năng giống của mẫu. Các bạn hiểu ý tôi không? Bạn Nghĩa. Tôi thì tôi kinh nghiệm tôi vẽ trong nghề nó cũng lâu rồi. Có lẽ là cũng hơn đa số các bạn ở đây đấy. Tôi vẽ thì đến bây giờ cũng được mười mấy năm rồi. Từ hồi tôi còn sinh viên thì cái nghề vẽ vời nó đã nuôi tôi ăn học rồi, làm ra cho tôi rất là nhiều của cải. Cho nên là có thể thì cái tài năng của tôi không hơn các bạn. Đấy là tôi thành thật mà tôi nói luôn đấy. Thế nhưng mà cái sự kiên trì của tôi và cái sự trải nghiệm của tôi đối với cái việc mà vẽ chân dung thì có lẽ sẽ hơn khá là nhiều bạn. Những kinh nghiệm mà tôi truyền đạt cho các bạn ở đây đa phần đều là những cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Tôi đã trải nghiệm qua rồi, chứ cũng không phải là chém gió gì đâu. Thành thật đấy là nhiều cái trong cái kiến thức mà tôi truyền đạt nãy giờ đó là những cái kiến thức thuộc về kiến thức xương máu đấy. Làm phá của tôi vô số tranh. Làm hư vô số tranh thì mới có thể ngồi đây rồi chém như là tôi chém nãy giờ đây. Mặc dù là nó cũng hơi đau thương một tí nhưng mà nó cũng có những cái niềm vui các bạn ạ. Nếu mà các bạn đã trải qua những cái giai đoạn như tôi, có rất là nhiều hôm, rất là nhiều những cái lần mà tôi hư tranh, rồi tôi bị hỏng tranh, rồi tôi bị rất là chán nản các bạn. Nếu mà ở trong cái tình trạng mà các bạn vẽ mà các bạn không có người chỉ, các bạn vẽ mà không có người chỉ, một cái khó khăn của các bạn, ví dụ như là tôi thấy mà cái việc mà ví dụ như tôi thấy một cái tiền bối khác của tôi vẽ một cái mắt rất là long lanh, nhưng mà tôi không biết là anh đấy là dựa trên cái cơ sở nào, dựa trên một cái nguyên lý nào để anh có thể vẽ như vậy. Bởi vì là tôi hiểu rằng là cái việc đấy nó không thể nào nó áp dụng được cho tất cả các trường hợp đều áp dụng y như nhau được.
mà nó phải có dựa trên một cái nguyên lý nhất định. Đấy, thì lúc đấy tôi không biết hỏi ai luôn. Và ngày xưa các bạn phải hiểu rằng cái việc mà truyền đạt kỹ thuật vẽ như là nãy giờ tôi đang truyền đạt cho các bạn là một cái việc rất là khó khăn. Các bạn hiểu không? Là một việc rất khó khăn. Người ta không dễ gì truyền đạt kiến thức cho các bạn một cách gọi là vô tư đâu các bạn ạ. Và tôi cũng đã trải qua cái thời đấy rồi. Tôi cũng đã trải qua cái thời gọi là nhiều khi mình phát minh ra một cái kỹ thuật gì đấy, mình luôn luôn mình muốn giữ cho mình. Đấy là cái cảm giác của tôi ngày xưa. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu được rằng là nếu mà khi mà tôi chia sẻ cho mọi người thì có thể là tôi cũng sẽ học được một điều gì đấy từ mọi người. Có thể nói lại cho tôi, hoặc là có thể là chúng ta có thể làm việc với nhau ở trên một cái phương diện nào đấy. Cũng qua cái thời tuổi trẻ rồi, cái thời mà đang còn căn ke nhau từng cái kỹ thuật, căn ke nhau từng cái bức tranh. Ngày xưa tôi với một đứa em, nhưng mà nói là đứa em bởi vì nó đi theo sau tôi sau nghề thôi, chứ còn cũng bằng tuổi tôi, gặp nhau và đọ nhau ở trên cầu sông Hàn khu vực Đà Nẵng, là tôi và nó là hai cái người đi vẽ gần như đầu tiên của khu vực Đà Nẵng luôn đấy, đi vẽ ký họa đấy, đọ tranh với nhau, đọ chất lượng tranh với nhau, giành khách với nhau, mà bây giờ trở thành bạn rồi, rồi với gắn bó với nhau được lâu dài, cho nên tôi rất là hiểu cảm giác đấy. Các bạn tự học, bạn cái gì? Bạn Văn Nguyên Kha nó là bạn tự học thôi, cho nên gặp rất nhiều khó khăn không? Thời điểm bạn bây giờ là bạn rất là may mắn rồi. Thời điểm bạn học bây giờ là đã có những cái hội nhóm vẽ, đã những có những cái người đi trước, họ sẵn sàng họ truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho các bạn. Chứ cái thời mà năm cái thời tôi học thời 2012, cái thời tôi mới bắt đầu vẽ vào tranh truyền thần ở trên Facebook, không có một cái hội nhóm nào cho các bạn học đâu, không có ai chỉ cho các bạn hết á, hoàn toàn các bạn phải tìm sách tìm học. Mà rất là nhiều cái kỹ năng tôi thử nghiệm và tôi sáng tạo ra đến bây giờ tôi vẫn dùng, đó là do cái khoảng thời gian đấy tôi tìm tòi. Các bạn cũng có cái những cái may mắn là bây giờ rất nhiều hội nhóm và rất nhiều những người họ truyền đạt, họ có tâm với nghề, họ truyền đạt những cái kỹ năng miễn phí cho các bạn. Nhưng mà cũng chính vì cái điều đấy làm các bạn quá phụ thuộc vào những cái kiến thức của những người đi trước, các bạn không chịu tìm tòi, thì cái tranh của bạn, các bạn có thể là nó sẽ tốc, nó tiến bộ rất nhanh, nhưng mà các bạn những cái kiến thức các bạn tiếp nhận được, tiếp xúc được không phải là những cái kiến thức mà các bạn tìm tòi được, cho nên là những kiến thức đấy gắn vào đầu các bạn không có sâu. Gắn vào đầu các bạn không sâu thì rõ ràng là cái tính ứng dụng của nó sẽ kém hơn cái việc là các bạn tự nghĩ ra cái phương pháp đấy, đúng không? Để tôi đi kiếm cục tẩy đó các bạn ạ. Không biết cục tẩy ở đâu, về nhà được có đúng cục tẩy. Mỗi lần tôi về nhà thì tôi bao giờ tôi cũng cố gắng tôi đem rất là nhiều cái đồ vẽ nhiều nhất có thể đi cùng, để sau này tôi về tôi không phải đi tìm kiếm những cái lần này nữa. Ví dụ như cái giấy này là cái giấy mà năm ngoái tôi đem về đấy. Chứ là giấy mà năm ngoái tôi đem về chứ không phải bây giờ, không phải giấy tôi mới đem về đâu, giấy năm ngoái đấy. Rồi, tôi đã tìm ra cục tẩy duy nhất. Bây
Văn Nguyên Kha nói là nhiều khi rất là muốn bỏ cuộc. Những cái người tìm tòi ấy thì rất là nhiều người trải qua cái cảm giác đấy rồi bạn. Cảm giác khi mà mình vẽ bao nhiêu lần nó đều không được, nó chán trường kinh khủng luôn. Nhưng mà bù lại thì khi mà bạn giải quyết được cái vấn đề đấy, mà bạn tự tìm tòi kiến thức, bạn giải quyết được cái vấn đề đấy thì cái cảm giác nó lại sướng vô cùng. Đấy là cái sung sướng của những cái người tự tìm hiểu. Còn khi mà tôi nói cho các bạn kỹ thuật, các bạn tiếp thu một cách nghiễm nhiên, các bạn cũng đâu có cảm giác là sung sướng nhiều đâu, phải không? Các bạn tiếp thu kiến thức đấy như là một cách hiển nhiên rồi, và các bạn làm theo nó một cách dập khuôn, một cách máy móc. Nhưng mà cũng chính vì cái điều đấy cho nên là các bạn có thể tiến nhanh trên cái con đường mà các bạn giảm bớt thời gian các bạn tìm tòi đi. Nhưng mà tôi nói đi nói lại như vậy để làm gì? Không phải đề cao cái công tôi truyền đạt kiến thức cho các bạn, mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn cái ý nghĩa là các bạn phải tự thực hành nhiều, các bạn phải tự cảm nhận được. Ít nhất người ta truyền đạt cho các bạn kiến thức thì các bạn phải hiểu rõ được cái kiến thức đấy nó nói về cái gì, nó có tác dụng trong những trường hợp nào, mà nó có những trường hợp nó không đúng. Không phải bởi vì ông đó là tiền bối mình, ông nói là chắc chắn ông đúng, mà có thể ông sai, hoặc là có thể những cái kiến thức ông không thể áp dụng trong tất cả các trường hợp, mà nó chỉ áp dụng trong một vài trường hợp thôi. Đấy, những người mà các bạn muốn tiến xa trên cái con đường nào đấy thì các bạn bắt buộc phải luôn luôn có cái tính nghi ngờ trong đầu. Rồi, chấm lại dữ quá. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết hơn tí. Nãy giờ tôi mới làm màu da. Nhìn cái tranh nó hơi chán, nó mờ mờ nhạt nhạt, phải không? Không sao. Sau khi mà tôi xử lý thì nó sẽ đẹp ngay. Mặc dù là tôi chỉ rất là tận tình, nhưng mà nhiều bạn vẫn khó tiếp thu, bởi vì là tôi hiểu rằng cái giai đoạn mà tôi vừa làm này là một cái giai đoạn nó khá là đau tim đấy. Bởi vì nếu mà bạn làm không quen thì có khả năng cái giai đoạn mà tôi vừa làm xong là cái giai đoạn mà các bạn xử lý cái màu của da là cái giai đoạn các bạn dễ sai nhất. Nhưng mà chính vì cái giai đoạn mà chính vì các bạn không dám thử cho nên các bạn không bao giờ làm được. Các bạn phải dám thử, các bạn phải dám làm. Quyết tâm là có thể là nó sẽ xa vài cái, nhưng mà thay vì đấy mình sẽ có thể mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong những cái tranh sau này chẳng hạn. Các bạn hiểu không? Được rồi, tôi sẽ nhấn cái mắt lại. Nãy giờ anh hút liên tục có chứ Nghĩa. Khi anh vẽ anh hút khá nhiều, nhưng mà phần lớn là thuốc nó cháy, thuốc nó để nó tự cháy á. Vì mình thực ra mình chỉ hút được 2 hơi đầu thôi, 2-3 hơi đầu thôi, còn những cái hơi sau là mình để nó cháy mình làm việc à. Anh vẽ trực tiếp mà. Bạn Tiêu Hoài Nguyệt nói là anh vẽ tranh nhanh hơn. À quên, nhanh ghê. Vẽ xem TV video từ đầu đến giờ anh sắp xong rồi, coi cứ tưởng là tua video. Không, bởi vì là những cái bước anh làm nó mạo hiểm như thế này cho nên là cái tốc độ của anh nó mới nhanh được như vậy em ạ. Chứ nếu mà anh ngồi anh tỉa nha mọi người thì có thể cái tranh nó lên đến 20 tiếng cơ. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó chứ. Anh bỏ anh mạo hiểm cái tranh của mình, nó có khả năng nó bị sai. Nhưng mà anh vẫn xử lý tốt được, thì anh hư nhiều tranh thì bây giờ
Tất nhiên cái tốc độ tranh nó cũng phải nhanh hơn. Nhật Nam ơi, anh đang dùng than nén em nhé. Than nén. Mình đã từng đào tạo ra một học trò mà bây giờ vượt hơn cả mình nữa. Có thể rất là nhiều bạn ở đây biết cái người đấy đấy. Nhưng mà vượt về kỹ thuật thôi. Chứ còn về tư tưởng trong tranh thì có thể là nó cũng chưa bằng được. Bởi vì là cái thế giới quan của mình nó sâu hơn thì có khả năng là cái tranh của mình nó sâu sắc hơn một chút xíu. Nhưng mà về kỹ thuật thì có một người đã theo cái phương pháp của mình và bây giờ kỹ thuật còn giỏi hơn mình nữa. Kỹ thuật về làm mịn, các kiểu làm tranh nó bắt mắt hơn thì còn cao hơn cả mình. Đấy là thành thật, mình là người dạy mà mình nói như vậy đấy. Mình vẽ xong cái mắt rồi mà bây giờ trên video màn hình mình thấy là nó mới bắt đầu nó vẽ con mắt mọi người ạ. Bạn nhà chậm kinh khủng luôn. Nãy giờ chém hỏi chém mạnh quá thì quên hỏi mọi người là có câu hỏi thì cứ đặt đấy nhá. Ai chưa chia sẻ cái video này về tường thì chia sẻ giùm mình về tường nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sáng. Các bạn sẽ thấy cái việc lấy sáng nó có công năng nó kinh khủng như thế nào. Chỉ cần mình lấy sáng xong đấy là mọi người thấy nó sẽ khác ngay. Mà hình như mình thấy là khuôn mặt này nó bị bắn nước vào nguy hiểm quá. Nó trúng ngay phần sáng tí không biết xử lý sao đây. Anh mới làm xong mảng mà đẹp cái gì hả, vitamin cái điên này, mới đi mảng thôi mà đã có gì đâu mà đẹp.
Thực ra cái bức anh đang vẽ này là bức ánh sáng, nó khá là khó đấy. Bức này ánh sáng khó, bởi vì cái mặt nó ánh sáng nó tuy là nó rõ ràng nhưng mà cái phần mà mặt bên tối á, ánh sáng nó lại bị nhập nhằng. Vẽ lên thì dễ giống nhưng mà để mà cho nó đẹp mà nó vẫn đúng thì nó khá khó. Bạn Lai Hồng Phong nói là anh ơi, kiểu như em có cái duyên với vẽ. Sao mà em vẽ xấu nhưng lâu không động vào bút thì nó lại vẽ đẹp lên hay sao? Không phải đâu. Không có cái gì mà lâu không đụng vào nó đẹp hết em. Anh trước đây anh vẽ ký họa bao nhiêu năm mà lâu không đụng vào đó là tay nó cứng như cái gì đó chứ. Đẹp sao được. Rồi, chúng ta sẽ dùng bút chúng ta nhấn lại một lần nữa. Nhấn lại những cái phần chính của nó. Sẽ nhấn lại cái môi một chút xíu. Nãy mới làm cái mảng lớn, làm những cái mảng nhỏ nó bị nó chưa chuẩn lắm. Bây giờ chúng ta phải nhấn lại cho nó chuẩn một xíu. Nãy giờ anh tẩy liên tục quá chứ vitamin gây điên. Anh tẩy lên sáng nữa mà. Mày đôn lên anh cao quá, anh rớt cái bịch bây giờ.
Em ơi, tranh bạn Nguyễn Văn Kha nói anh có dùng chì màu không? Tranh này là tranh gân trắng mà em. Dùng chì màu sẽ được. Tranh này chỉ dùng than thôi em nhé. Mọi người thấy mình nhấn sâu lên với lại lấy sáng sâu là nó lên ổn ổn chưa ạ? Lên tương đối chưa? Chưa có xong nhưng mà thấy nó tương đối chưa? Thấy ổn tương đối chưa? Sao? Cái này là dùng tăm bông này thay cho cái bút nhấn. Có rất là nhiều cái vật dụng hàng ngày mà chúng ta có thể áp dụng vào trong cái vẽ tranh để thay thế như những cái dụng cụ mà bán cho chuyên ngành. Các bạn phải biết tận dụng những vật liệu đấy. Không phải tiếc tiền đâu. Nhưng mà điều đó là chúng ta sử dụng để những cái trường hợp mà chúng ta không có mang theo dụng cụ chuyên ngành á, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta vẫn có thể vẽ được mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào dụng cụ chuyên ngành. Có này không? Cái gì phụ thuộc quá nhiều và nó cũng không tốt đâu. Chúng ta phải có thể tách nó ra được. Để trong những trường hợp mà không có nó thì chúng ta vẫn làm tốt. Tự dưng sổ mũi cúng rồi.
Anh về phải xem hết thôi à? Có những cái video anh vẽ không có đến lúc cuối được. Không biết là video này thì có vẽ đến lúc xong được không? Làm mệt mệt thôi mà. Nhưng mà đa phần lúc anh xong thì nó cũng tương đối rồi. Nó cũng nằm trong cái giới hạn, nó gần xong. Còn phần chi tiết nó khó sửa. Bởi vì nhiều khi mình vẽ, mình vẽ là mình phải xoay bảng đi. Còn cái này thì mình đâu có xoay được. Mình ngồi yên cục à. Các em hiểu không? Có những cái chi tiết mình vẽ, mình bắt buộc mình phải xoay bảng thì mình mới thuận tay ấy. Vẽ này thì để tiện cho các em xem thì anh lại phải để yên, đâu có dám xoay đâu. Cái phần lấy sáng và tẩy này cực kỳ khó này. Vẽ lép này là làm sao để cho nó đúng vừa đủ sắc độ, cái lực căn tay nó phải tốt chút. Văn Nguyên Kha, mà anh quen anh Thạo á? Anh Thạo AD nhóm ART diện họa thủ công phải không em? Nếu mà đúng anh Thạo đấy thì chơi cũng lâu rồi em ạ. Từ hồi anh mới bắt đầu vào Sài Gòn. Vừa rồi hai anh em mới đi làm Tết với nhau đấy. Nói chung là khu vực Sài Gòn thì dân vẽ mà lâu lâu thì thường anh quen hết. Anh Thạo đi còn đi vẽ sau anh mà. Thạo mới đây, mới được vài năm. Vì bây giờ anh cũng ít sinh hoạt các nhóm á, cho nên là bây giờ anh biết ít biết các bạn ấy nhiều. Chứ còn hồi xưa anh hay sinh hoạt nhóm thì các cái bạn nào vẽ tốt tốt anh đều biết hết mà. Cái phần này đang vẽ cái phần tinh tế chi tiết á, cho nên là phải hơi tập trung một xíu, không có chém được nhiều. Vậy tập trung phân tích sắc độ cho nó đúng. Mình mất tập trung là nhiều khi nó cũng hay ấy. Tốc độ nó nhanh cho nên là cũng ít buồn ngủ. Ít bớt đi một chút xíu. Như là ví dụ như nếu cái tranh này mà anh vẽ anh không livestream thì chắc là nó sẽ nhanh hơn nhiều. Bởi vì anh tập trung anh vẽ, anh không ít nói chuyện thì tốc độ nó nhanh hơn.
nhanh hơn được chút. Đúng rồi, bạn này tóc dài, bạn này tóc tương đối dài, nhưng mà do cái máy quay anh không có ấy được, cho nên là anh phải
Bạn Thành Phan, bạn Thành Phan hỏi về giá cái tranh này hả? Bạn có thể nhắn tin vào hộp thư nhé. Mình thì có nhận vẽ tranh nhưng mà ở đây thì đang livestream cho các bạn xem vẽ, cho nên là bàn luận về giá ở đây thì nó cũng không thích hợp lắm.
Này tự dưng sổ mũi. Nhưng mà cái tranh thì tuy là nó cũng chưa hoàn thiện hẳn, nhưng mà nó cũng được tầm khoảng 80% rồi đấy. Nếu mà làm thì chắc là sẽ tỉa to thêm một chút xíu nữa, để tôi sẽ zoom rõ cho các bạn thấy. Đúng không ạ? Các bạn thấy rõ không ạ? Ok không ạ? Ừ thì mình muốn mượt hơn thì cái đấy rất là dễ thôi. Mình dùng bông hoặc giấy vệ sinh mình chà là một lớp, xong rồi mình nhấn nhá thêm xíu nữa.
Thôi, buổi hôm nay tạm thời thì chúng ta dừng ở đây. Hai bước đầu xuân thì cảm ơn mọi người đã lên ủng hộ mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi livestream sau nhá. Chúc mọi người tối ngủ ngon. Mình phải đi ngủ sớm. Nay chắc phải đi ngủ sớm để ngày mai còn bay nữa. Chào các bạn nhá. Bye bye.